Có hình bay bay với quả có vẻ là SDK trở lên
Em ơi, em ơi, đi đi. Copy đoạn này trong presentation. Cái kia mình vô đây tầm tốn cái bàn xịu giờ mày xí
cây đây. Bi. Cây đây. Nhấp đầu cây này. Cây nè. Domain. Tiếp luôn. Check ID. Em rồi bóng cái ba hai con bóng đây rồi tỏ lên thằng này hay bị hai cây rồi hai bóng đi hết cái đoạn này đi sorry API sao lại trên đi thôi
2 3 4 5 6 7 cần 7 cái này. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 7 cái, tôi copy hai cái thằng này xuống luôn. Đi. Rồi. Nối mấy cái thằng này thì bạn thiết lập cái đó cho ta sử dụng bằng sau. Rồi bạn cần lấy dữ liệu từ form HTML, bạn làm điều này bạn có thể có phương thức element type. Điều form HTML là để làm được điều này, ví dụ các thực tiết element id và blue blue được chụp. Ok, reference cluster để thêm từ form vào cơ sở dữ liệu. Đây. Rồi. Pick collection. Username. Email. Email. Password. Thank you.
Chó là nhiều mình như thế. Vào cái gì ta? Giờ là mình vào cái Cloud Storage. Cloud Storage.
sao deploy nó vẫn ra cái chóc chóc thứ 7 vậy? Dùng cái khác mà cái này giờ còn đâu, thứ 7 vẫn còn kìa. Trời sao mà nó không qua cái này, kỳ vậy ta. Check ID còn là top 7, tiếp domain còn là top 7.
có người nào chưa? Kiến ui trời ơi ừ.
Giờ làm gì nữa ta? Kết nối data bay. Chắc. Layout bị em gọi
Restroom. Nên phải gọi là lobby. Phải là lobby.
Bọn này bọn gì ta?
và mộc bản chứ thông tin sử dụng như đã hướng dẫn. Bản đây là thông tin người dùng login. Username thì username có gì sẽ dữ liệu được gọi là close collection, các hàng dữ liệu được gọi là document. Document, mỗi document có thể chứa nhiều. Chat các cái document có thể chứa các dữ liệu đơn giản như số, chuỗi, hoặc các chữ tập hơn trong mảng trong cây. Mở document là một nút trong cây và các trường dữ liệu là các lá của nó. Bạn có thể nhập các chi phán hay tay để sửa hoặc xóa dữ liệu trong phần tay. Sao ta trong đoạn ở trên bay tất cả các document trong collection chuyển qua các document trong query
Future. Cái bản thì là User. Cái hàng đầu tiên nó được của mình là cái hàng mail. Sơ tên gì học ở đây đây rồi tạo bản xong rồi form đăng ký trong web Cloudflare Store. Để cái một form đăng ký trên trong web Cloudflare Store. Cơ sở. Tham khảo email.
store sử dụng mạng không, đó là Firebase Analytics, IBI Key hóa. Còn này là cái về app. Dạ, cái này thôi.
được luôn cả.